Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức được cập nhật liên tục 24 giờ qua. Phương Anh thay mặt cho ban biên tập xin được kính chúc quý vị ngày mới có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xử lý dứt điểm vụ án liên quan Chủ tịch Võ Văn Thường. Quý vị thân mến, tại phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, đã yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án AIC, EVN, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, dự án Sài Gòn Đại Ninh, Lâm Đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng nhấn mạnh ba yêu cầu về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Một, phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà làm ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. 2. Phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở. Đảng, chi bộ phải được giám sát bởi cán bộ, đảng viên và nhân dân. 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý phải quan tâm công tác phòng chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, phấn đấu từ nay đến hết năm 2024, tập trung kết thúc điều tra truy tố, xét xử 30 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, nhất là tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty AIC, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Thuận An Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, Lâm Đồng và các vụ việc vụ án liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói thêm, đặc biệt theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước cần tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, công ty AIC. Điều đáng quan tâm ở đây là vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo đã đưa hàng loạt cán bộ vào lò, được cho là có liên quan đến nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Việc ông Thường thôi chức Chủ tịch nước được cho là có dính líu đến vụ bê bối hối lộ. Liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, các nguồn tin không chính thức cho biết trong thời gian ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014, một người thân của ông Thường ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận 64 tỷ đồng từ Phúc Sơn. Tuy nhiên, thông tin này chưa có căn cứ và chưa được cơ quan nhà nước xác thực, hiện vẫn chỉ là tin đồn. Đến ngày 26 tháng 3, tại buổi họp báo, Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục Phó, Cục C03, đã thông tin về vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Theo ông Thành, đây là vụ án lớn xảy ra tại nhiều địa phương, một dạng tội phạm mới, thông qua lời khai của một số bị can liên quan, cho thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực một số bị can, nguyên là lãnh đạo tỉnh, thậm chí là thường trực tỉnh ủy để trục lợi. Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen với người có chức vụ để chi phối chính quyền cơ sở. Bộ Công an coi hành động này là rất nguy hiểm, gây thiệt hại tài sản nhà nước, làm xấu hình ảnh chính quyền trong mắt nhân dân. Đáng chú ý, ông Thành cho biết bị can Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, trước đó đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Ông Hoành đã nhận số tiền lên đến 64 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ông Hoành là người nhà của nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Ngoài mức độ nghiêm trọng, đại án Phúc Sơn còn được dư luận quan tâm vì có những nhận định cho rằng có mối dây liên kết giữa vụ việc
và sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm hồi tháng 3 năm 2024. Theo cáo buộc, một số sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi diễn ra thời ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh ủy từ năm 2011 tới năm 2014. Trong khi đó, huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long là quê hương của ông Thưởng. Một số trang tin của chính quyền cấp địa phương hồi cuối tháng 3 năm 2024 cũng có đăng tải bài viết "Đừng thấy sống cả mà ngã niềm tin". Trong đó, nêu các báo cáo của Trung ương và đơn của đồng chí Võ Văn Thưởng, nêu rõ thời gian đồng chí Thưởng làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đã không kiểm soát chặt chẽ để cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật, để một doanh nghiệp mượn danh đảm nhận nhiều dự án, can thiệp vào công tác cán bộ, làm mất lòng tin trong nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xử lý dứt điểm vụ án này, liệu ông Võ Văn Thưởng có trong sạch? Tập đoàn Phúc Sơn có xuất phát điểm là một công ty xây dựng nhỏ, được thành lập vào năm 2004 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đến năm 2009, tập đoàn Phúc Sơn ra đời có trụ sở chính ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản xây dựng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hậu quê Vĩnh Phúc là người đại diện của tập đoàn này. Doanh nghiệp này được phê duyệt và giao nhiều gói thầu lớn với quỹ đất lên đến hàng trăm hecta, nhưng chậm tiến độ đáp chiếu trên nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam. Cáo buộc sai phạm tại tập đoàn này được cho là đã diễn ra nhiều năm, nhưng chỉ được biết đến rộng rãi khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuyển hồ sơ vụ án về Trung ương vào năm 2023. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, vụ án chính thức được Bộ Công an Việt Nam khởi tố. Trang xây dựng chính sách pháp luật của Chính phủ Việt Nam cho biết, khi mở rộng điều tra vụ án, tập đoàn Phúc Sơn có 3 tỉnh là Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long được xác định là có liên quan. Cho đến nay, 23 bị can đã bị khởi tố với các tội danh nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Nhiều quan chức cấp tỉnh đã rơi vào vòng lao lý, bao gồm Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch tỉnh Cao Khoa và cựu Bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ, cùng nhiều cán bộ dưới quyền cũng bị liên đới. Ở tỉnh Vĩnh Long, ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít cũng bị bắt giữ. Theo thông tin do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, công bố tại họp báo Chính phủ Thường kỳ ngày 1 tháng 6, khi được hỏi về các đại án được dư luận quan tâm, cho biết trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ đã được thu giữ, trong khi 23 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo. Vâng thưa quý vị, từ bao đời nay vẫn như vậy, tướng tài thì cần có binh giỏi. Chủ tịch nước Tô Lâm được Đảng và Nhân dân tín nhiệm lựa chọn đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư, trở thành người kế nhiệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giữ cho lò luôn cháy, không một củi nào, dù là củi tươi hay củi khô, cũng phải vào lò hết. Từ thực tiễn các vụ án, các cơ quan chức năng đã tham mưu và ban chỉ đạo đã chỉ đạo theo hướng phân hóa, xử lý đối tượng trong vụ án theo đúng vai trò, mức độ, tính chất hành vi vi phạm. Trong đó, xử lý nghiêm khắc đối với kẻ chủ mưu cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi vi phạm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Truy tố một vụ cảnh tình cả vùng, cả lĩnh vực, trong đó tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, những việc làm còn giam dở, nhất là chỉ đạo xử lý dứt điểm những hạn chế khó khăn vướng mắc trong công tác giám định,
định giá tài sản, cung cấp tài liệu, tường trợ tư pháp, truy bắt, dẫn độ đối tượng bỏ trốn. Những khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản tham nhũng, có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục tình trạng tham nhũng vật, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh đồng bộ hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực và các chuyên đề vụ việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo. Nhất là tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Công ty AIC, vân vân. Với cương vị mới, chúng ta tin tưởng bộ ba cứng rắn, mạnh mẽ, cương quyết này sẽ tiếp nối di sản đốt lò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quét sạch những con sâu hại nước hại dân, đưa đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, nhưng ngọn lửa đốt lò của Bác vẫn tiếp tục cháy rực, thậm chí là còn bùng cháy lên mạnh mẽ hơn dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng sẽ được đẩy mạnh với phương châm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Chính vì vậy, công cuộc đốt lò từ trung ương đến địa phương liên tục được cập nhật trên trang báo điện tử chính phủ. Nó đã chứng minh cho thấy rằng nhiều vụ án lớn đã bị khởi tố, xử lý nghiêm minh, từ việc bắt tạm giam các cán bộ cấp cao đến điều tra các vụ án kinh tế lớn. Dư luận hiện nay đang rất chờ đợi những kết quả tiếp theo trong công cuộc này và tràn ngập niềm tin rằng lò đã nóng thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ai đứng ngoài đâu mà không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào con muốn không làm cũng không thể được. Thế mới là thành công. Vậy trong quãng thời gian từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đến nay, những con sâu mọt hại nước hại dân nào đã bị cho vào lò? Hiện nay không có khái niệm là vừa cất cánh đã trúng đạn hay là hạ cánh an toàn. Rất nhiều trường hợp chỉ sau khi về hưu mới phát hiện được những sai phạm, nhưng cũng có vô số trường hợp đang đương nhiệm đều buông tay. Nhiều lãnh đạo có sai phạm thường cho rằng mình đã hạ cánh an toàn, đến lúc về hưu mới bung ra thì cho rằng không ai làm gì được mình. Và có người còn suy nghĩ rằng mình đang tại vị, đang có quyền lực, không sợ bị phát hiện. Vâng, đời người là những chuyến đi, đường quan lộ của đời người như một chuyến bay. Thời trẻ phấn đấu nỗ lực để cất cánh, khi bóng hoàng hôn phủ xuống, mong được hạ cánh an toàn và để người đời ngưỡng mộ. Và có lẽ những lãnh đạo sai phạm đều không muốn gãy cánh giữa đường quan lộ đang thênh thang rộng mở. Thế nhưng màn thưa thì không che được mắt thánh. Những người là công bộc của dân với trách nhiệm phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc, nhưng lại đi trái với lời thề trước đảng, trước nhân dân vì những viên đạn bọc đường. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua, nhiều cán bộ đã không còn được hạ cánh an toàn mà gãy cánh và đều có những tội danh giống nhau khi bị kỷ luật. Vâng, kể từ khi Bác Trọng qua đời, lũ sâu mọt đang đứng trước thì cứ nghĩ rằng chúng sẽ thoải mái rộng đường bay. Những kẻ sai phạm về hưu nghĩ rằng mình thoát nạn, nhưng không, một ngôi sao lụi tàn thì một ngôi sao khác sẽ sáng lên. Bác Trọng ra đi nhưng lò của Bác không tắt mà còn được thổi lửa bùng lên. Tiếp nối di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Tô Lâm. Lò đã cháy và còn cháy to rực hơn trước, cháy từ trung ương tới địa phương, đã và đang đi sâu vào từng ngóc ngách. Đầu tiên như đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án, vào ngày 22 tháng 7, 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí,
quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm có Nguyễn Linh Ngọc, nguyên là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hoàng Văn Khoa, nguyên là Vụ trưởng Vụ khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can, khởi tố bị can đối với Bùi Đoàn Như, nguyên là trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, và Lê Duy Phương, chuyên viên chính vụ khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Sau khi Viện Kiểm soát Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với các bị can nêu trên, đảm bảo đúng quy trình của pháp luật. Có lẽ vì tư lợi, một số cán bộ và bộ phận không thể giữ mình trong sạch mà ngả nghiêng để bộ phận lợi ích nhóm khống chế, chi phối, để dẫn đến cán bộ sai phạm, nhà nước thì bị thất thoát ngân sách. Khi được đưa ra ánh sáng, người đã nghỉ hưu được gắn với cụm từ hạ cánh không an toàn. Đối với những người đương chức thì bị gọi là gãy cánh. Thực tế những đại án được điều tra xét xử đều có liên quan đến cán bộ chủ chốt của các bộ, ban ngành và địa phương, và không ít là cán bộ diện trung ương quản lý, vận hành cũng từ tâm tính của mỗi người mà ra. Người làm cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu không gắn quyền lực với trách nhiệm thì dễ bị lệch khỏi quỹ đạo. Những nỗ lực khi còn trẻ của thời cất cánh trở thành số không, để rồi có người trước tòa chỉ còn biết ngậm ngùi nói lời xin lỗi, cảm thấy nhục nhã xấu hổ khi nhận ra sai lầm của mình. Còn người mới muộn màng hồi tưởng về thời tuổi trẻ, mang trong mình ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp về đất nước, vì nhân dân và vì bản thân mà phấn đấu. Những điều tốt đẹp ban đầu ấy là điểm tựa cho cuộc cất cánh ngoạn mục thành công nhất. Nhưng lúc ở đỉnh cao danh vọng quyền lực rồi lại bị tha hóa, ước mơ ban đầu phai nhạt, người ta chỉ nghĩ sống cho riêng mình. Những người có sai phạm nghiêm trọng bị kỷ luật, bị khởi tố đều có lý do để biện hộ cho bản thân. Còn với những người giữa đường gãy cánh, đó là cán bộ đã không còn vững vàng. Và vụ án thứ hai, đó là đề nghị kỷ luật 3 tỉnh ủy viên, 2 nguyên giám đốc Sở Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật 3 đồng chí tỉnh ủy viên và 2 nguyên sở giám đốc. Thực hiện quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp thứ 40-41 để thông qua vụ việc kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên có vi phạm khuyết điểm theo kết luận thanh tra số 44 KLTT ngày 8/4/2022 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa làm chủ đầu tư. Căn cứ kết luận của Thanh tra tỉnh ủy, Ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm biểu quyết thi hành kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật với các đồng chí đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Kết quả là Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Đối với ông Nguyễn Kim Long, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên trợ lý chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp thực phẩm. Ông Trịnh Tuấn Liêm, đảng viên chi bộ khu phố thuộc Đảng bộ phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên bí thư thành ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Nguyễn Tuấn Anh, tỉnh ủy viên, bí thư đảng đoàn, bí thư chi bộ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên trưởng phòng quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai ban hành thông báo kết luận về các khuyết điểm vi phạm về nguyên tắc, phê bình đối với 17 đồng chí. Cùng với đó, đề nghị kỷ luật tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Vĩnh Cửu Đồng Nai liên quan đến kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, đồng thời đề nghị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy quân sự huyện Vĩnh Cửu. Ông nguyên là bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên là phó bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Có lẽ dư luận và nhân dân đang ngóng chờ những bản kết luận công khai của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cũng đã hy vọng rằng rồi tới đây, dù củi tươi củi khô từ Trung ương tới địa phương, nếu như nhúng chàm rồi sẽ bị đưa vào lò. Đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực giờ đây không chỉ là từng vụ từng việc mà đã thành phong trào, thành một xu thế. Cá nhân nào muốn không tham gia cũng không thể được. Đấu tranh phòng chống tham nhũng mạnh mẽ, kỷ luật, truy tố nhiều cán bộ. Vậy cảm xúc của người dân như thế nào? Nhân dân có buồn không? Có tâm tư trăn trở gì không? Vâng, chắc chắn là buồn lắm, đau lắm. Không ít vị cán bộ lão làng đã cống hiến và hy sinh cả đời cho cách mạng, đã phải gạt nước mắt khi nhắc đi những vụ việc nổi cục, nhắc đến những cán bộ vi phạm pháp luật, lẫn đạo lý, sẵn sàng kiếm chác trên nỗi đau khổ bất hạnh của người dân. Nhưng trên hết, nhân dân vẫn tin rằng cuộc chiến chống nội xâm sẽ có kết quả tích cực. Tin vào tài năng, bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức của người đốt lò, không liêm không sạch thì trên bảo dưới không nghe, không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương, thì sao tề gia trị quốc bình thiên hạ được? Sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí Thư, trưởng ban chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc và là sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo động lực lớn cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Và sự việc thứ ba, đó là bắt tạm giam giám đốc sở khởi tố giám đốc doanh nghiệp, ông Đinh Minh Hiệp, nguyên là trưởng ban quản lý khu công nghiệp công nghệ cao, hiện là giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, vào ngày 31 tháng 7, 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Minh Hiệp, nguyên là trưởng ban quản lý khu công nghiệp công nghệ cao, hiện là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Chí Thân, giám đốc công ty Vạn Phát về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, các cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên đúng theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Thứ tư là vụ án khởi tố giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao, cán bộ cấp sở. Đây là những kiểu tham nhũng vặt và chắc chắn rằng trong thời gian tới, những kiểu tham nhũng vặt này sẽ không còn đất sống như thông tin đã đưa. Công tác điều tra xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chứng minh, làm rõ trong quá trình lập và phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị, phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử tại Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, kính thưa quý vị, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói rằng, phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Các cơ quan tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng vặt bằng nhiều biện pháp cụ thể, mở rộng phòng chống tham nhũng tiêu cực ngoài khu vực nhà nước để góp phần làm trong sạch tổ chức đảng, bộ máy cơ quan nhà nước. Các biện pháp kiểm soát quyền lực, chấn chỉnh đạo đức công vụ tác phong lề lối phục vụ nhân dân đều sẽ được tăng cường. Những ông quan còn đang lộng hành này chắc chắn sẽ không có chỗ dừng thân khi đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư và đồng thời giữ trọng trách trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu, tin tưởng rằng công tác này sẽ được tiếp tục triển khai với phương hướng, cường độ, tần suất, nhịp điệu không thay đổi và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng giặc nội xâm. Vâng, trên đây là những vụ án tiêu biểu kể từ khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh cho đến lúc từ trần. Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vị trí thay thế Tổng Bí thư. Điều này cho thấy rằng lò của bác Tô Lâm ngày càng mạnh tay hơn, thổi bùng ngọn lửa tiếp nối bác Trọng. Các cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước biết đến khi nào lò mới đốt hết củi mộc, củi khô. Bởi làm người, mấy ai đạt được sự tu dưỡng đạo đức và nhân cách cao thượng được đặt lên hàng đầu. Trước thềm đại hội, trước vận mệnh của đất nước, chọn các cán bộ khí tiết vững vàng đang được người dân rất quan tâm. Chính vì vậy, công tác cán bộ cần phải được quan tâm làm tốt, sẽ gạt ra khỏi bộ máy những kẻ cơ hội, cua cậy càng, cá cậy vây.
Như vậy, con số cán bộ xử lý kỷ luật và các vụ đại án hy vọng không cộng thêm lên và sẽ đưa đất nước ta không còn những bóng giặc nội xâm để nhân dân tin tưởng vào đảng, vào đường lối, vào chủ trương của nhà nước. Thưa quý vị, xem giáo sư đánh giá cái luận án tiến sĩ luật của Thích Chân Quang, thật kinh hồn với cái gọi là bằng tiến sĩ luật. Nó xàm xí, tào lao, lẫn lộn giữa luật pháp và thuyết pháp mà Sàm Tăng vẫn tuyên truyền nhăng cuội hàng ngày. Trong khi khái niệm cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân còn không phân biệt được, vậy mà lại được cấp bằng tiến sĩ luật, dễ dãi như thế này. Cần phải lôi vụ này ra ánh sáng, để có sai phạm thì phải tước bằng và kỷ luật, cho thôi việc những người chấm cái luận án xàm xí này. Trích một đoạn trong bài nhận xét của giáo sư Cường Huy Ngô. Luận án có khuynh hướng phủ nhận các quyền tự nhiên này bằng đòi hỏi con người phải trước tiên thực hiện nghĩa vụ con người, thể hiện ngay tại trang 1, những dòng đầu tiên của phần mở đầu với cái logic dài bét nhẹ, sau đó thể hiện ở toàn bộ luận án. Điều đó có nghĩa là em bé mới sinh ra phải làm gì đó cho đời thì mới được bú tí, và cũng có nghĩa là một thai nhi trong bụng mẹ mà đẻ ra còn sống thì không có quyền thừa kế. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng thẳng thắn bày tỏ chưa đánh giá về việc học hành và bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Thích Chân Quang, tức Vương Tấn Việt, nhưng đề tài luận văn nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam là rất bất hợp lý. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng đề tài luận văn của ông Thích Chân Quang thiếu cơ sở lý thuyết và thực tiễn. Pháp luật quốc tế chỉ tập trung quy định về quyền con người, không trực tiếp quy định về nghĩa vụ con người. Thứ hai, phạm vi hạn chế của nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế. Trong pháp luật quốc tế, nghĩa vụ con người không được quy định rõ ràng chi tiết. Các quy định của pháp luật quốc tế chỉ nhấn mạnh đến trách nhiệm của các quốc gia phải bảo đảm và bảo vệ quyền con người, hơn là quy định các nghĩa vụ cụ thể của cá nhân. Thứ ba, khó khăn trong việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu thực tiễn. 50% nội dung đề tài là không có dữ liệu để thu thập, và tất nhiên là cũng không có thực tiễn để nghiên cứu. Thứ tư, tính mới mẻ và đóng góp hạn chế. Một luận án tiến sĩ cần có tính mới mẻ và đóng góp thực tiễn hoặc lý thuyết quan trọng cho lĩnh vực nghiên cứu. Với đề tài này, tính mới mẻ và đóng góp sẽ bị hạn chế do thiếu các tiền lệ và nghiên cứu trước đó, cũng như phạm vi áp dụng thực tế của đề tài. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng phân tích, làm rõ hơn quá trình đào tạo. Chiều qua, Trường Đại học Luật Hà Nội thông tin chi tiết quá trình tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng tiến sĩ luật học cho ông Thích Chân Quang chỉ trong 2 năm. Trong đó, trường khẳng định việc ông Thích Chân Quang tốt nghiệp sớm bậc tiến sĩ hoàn toàn đúng quy định và đảm bảo các điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, các chuyên gia đều không đồng thuận với cách lý giải của Trường Đại học Luật Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Trung, giảng viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc một cử nhân hệ vừa học vừa làm, hệ tại chức, học thẳng lên bậc tiến sĩ không nhiều, có thể coi là hiếm. Bởi người học hệ vừa học vừa làm, đa số đã lớn tuổi hoặc chỉ có nhu cầu có bằng đại học để đáp ứng chuẩn yêu cầu nghề nghiệp, không theo hướng nghiên cứu học thuật. Cũng theo Phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung, quy chế đào tạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ tiêu chuẩn là 3-4 năm, chỉ nghiên cứu sinh nào đặc biệt xuất sắc được hiệu trưởng trường đại học phê duyệt mới có thể rút ngắn thời gian hoàn thành xuống tối đa 36 tháng. Trong khi đó, ông Thích Chân Quang lại chỉ cần 25 tháng để hoàn thành. Vị chuyên gia phân tích hai điểm bất thường trong trường hợp này. Thứ nhất, thời gian đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang ngắn hơn rất nhiều so với quy định. Điều này cần xem xét lại quy chế của Trường Đại học Luật Hà Nội trong đào tạo tiến sĩ và quy trình thẩm định kết quả học tập của nhà trường. Thứ hai, thông thường một cử nhân loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ sẽ phải học bổ sung từ 4 đến 8 môn, trung bình mỗi môn từ 2 đến 3 tín chỉ. Các nghiên cứu sinh sẽ cần tới gần 1 năm để hoàn thành hết số tín chỉ bổ sung theo quy định. Sau đó, các nghiên cứu sinh sẽ tự làm việc, tự học tập, bổ sung đầy đủ các kiến thức ở bậc tiến sĩ. Quãng thời gian này mất khoảng gần 2 năm. Như vậy, để hoàn thành các nội dung đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần tối thiểu 3 năm. Tiếp đó mới bước vào giai đoạn nghiên cứu, thực hiện khảo sát, viết luận án. Tóm lại, đây là một thứ lý luận và quan điểm cực kỳ nguy hiểm. Và nếu xã hội nào thực hiện theo cái luận án này, thì những thảm họa nhân đạo sẽ xảy ra lập tức. Một thời kỳ đồ đá sẽ trở lại. Còn quý vị nghĩ sao về những vấn đề nêu trên? Hãy góp ý ở bên dưới video này để cùng thảo luận với kênh của chúng tôi nhé!